Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 25.000 USDT token MFA nghe bạn, MWA nè. Thì chương trình này góp này nó sẽ random cho 2.000 winner may mắn nghe bạn. Thì random thì hên xui. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần lấy phần link mô tả dưới video mình phong các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào tôi cũng phải là người máy này các bạn. Bấm continue nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một Enter Ripaway nha các bạn. Rồi nó sẽ có một cái email gửi về hộp thư spam hoặc là thư chính cho tất cả các bạn mở email ra các bạn confirm nha các bạn. Rồi nó gửi về cho mình cái email rất là mau luôn các bạn. Rồi các bạn copy cái mã code này nè. 3134. Các bạn dán vào đây. Ôi. 3134. Rồi các bạn bấm vào confirm nha các bạn. 2 4 6 8 10. Có 10 nhiệm vụ các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên follow tại Twitter nè các bạn. Đôi lúc những dự án gần đêm 1-2 người các bạn easy mình không nhận được, các bạn bỏ qua những cái kèo đó là kèo ngon không đó các bạn. Rồi các bạn theo dõi các bạn. Nếu về thì rất là có giá trị luôn. Tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter của các bạn nè. Thà viết lầm chứ không bỏ sót các bạn ơi. Làm ai đó cũng không biết đường được. Rồi các bạn bấm vào em follow nè các bạn. Rồi tiếp tục con tweet nè. Tweet sẽ tăng 3 người bạn của mình vào. Để mình lấy 3 người bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây tweet nha các bạn. Trên đây thì bạn like nè. Các bạn chích dẫn tweet nè. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào nè các bạn. Rồi các bạn tweet lại nha các bạn. Sau đó thì các bạn cũng điền lại username tại Twitter của các bạn như này nè. Please thang phim 3 người bạn. Sorry các bạn gỡ lên bullying tại Twitter nha các bạn. Mình gấp quá là tôi mạng nè. Rồi. Các bạn mở tại Twitter tất cả bạn gà nè. Mà nhập cho 3 cánh cùng, nhập vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ các bạn, các bạn đã tại Twitter nè. Ê, tại Twitter vậy trả lời chứ. Sao không thấy ta? Rồi nha bạn, thì các bạn mở link tweet các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào bài gạch cùng đây nè các bạn. Vì mạng của mình yếu quá, mình không có thể nào chia sẻ được, mình chia sẻ sau các bạn. Sau đó các bạn chia sẻ cái link tweet các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi bấm continue, rồi bạn bấm tiếp tục nha các bạn. Rồi tiếp tục bỏ các bạn có một tweet nha các bạn. Tweet cái nữa nè. Này nó có kêu gì không ta, đây dịch được coi. Rồi các bạn hỏi các bạn cũng vào, các bạn request rồi các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Vì mấy cái mình lót chậm quá mình tweet không được. Xin tiếp kênh channel quá. Quay lại tweet sau. Rồi trên kênh channel nó bắn xôn sao nè, rồi bạn bắt up đây nè. Rồi bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn, quần mở Telegram của các bạn ra. Bạn nhấp cho 3 cái anh cùng nè, vào setting nè, copy username mình ở cộng anh bút số 3 nè, rồi đây cho bot nè. Rồi bấm bấm ai heo xôn seller nữa. Tiếp tục xôn cho nhóm chat nè. Rồi cũng bắt up lại luôn, điền lại username mình luôn nè, ở cộng anh 4 số 3. Rồi các bạn xôn xào vào AirGrab nè. Tiếp tục subscribe kênh YouTube nè. Trên kênh YouTube nếu bạn đăng ký nha bạn. Sau đó bạn bắt up lên nè. Submit official winter username. Rồi thì bạn gửi là username kênh Telegram của tất cả các bạn nha. Đi các bạn gửi username kênh YouTube mình chứ. Nó lộn hoài. Ngọc Anh MMO. Và các bạn chạy chút xíu các bạn. Ngọc Anh MMO.
Rồi, các bạn bấm xào ai heo subscribe nữa các bạn. Tiếp tục subscribe cái đít. Xin cái đít cùng follow này. Like những cái luôn đi. Rồi nhập vào anh avatar mình nè. Nhập vào avatar mình cái nữa nè. Copy user name ta. Cái đít nè, sao chép nữa nè. Ở vô đây. Nó kêu vào cộng không ta. Rồi cái đít thì bạn thêm vào cộng đầu tiên nha các bạn. Rồi các bạn subscribe nè. Tiếp tục visit website thì bạn xem qua website nữa các bạn. Đây là một dự án game. Rồi bạn bấm vào đây nè. Rồi các bạn cũng vòng điểm nè. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ với BNB sẽ bán trên bet 20 trên YouTube Black của mình nè. Rồi lại vô đây nè. Ôi sao mà không được đây, bắt đập lại đây, rồi lại đây, rồi các bạn bấm vào continue các bạn, rồi tiếp tục bạn việc lấy con ghép mà chia sẻ cho bạn bè dù mình không, rồi để mình làm hết nhiệm vụ mình mới có được quyền lấy con ghép các bạn, submit link tweet nè, thì các bạn mở Twitter mình ra lại nãy nè, rồi chia sẻ được nè, rồi các bạn chia sẻ các bài tweet nè, sẽ chép miếng cách gửi vô đây nè. Trời, mắc nhấp vào tờ quýt cái mắc bắt đập lại mới được. Rồi các bạn bấm vào confit nha các bạn. Rồi tiếp tục submit review cái nữa nè. Các bạn like nè, các bạn tờ quýt lại là được các bạn. Sau đó các bạn mở Twitter ra lại nè. Nó bắt ta nhấp vào hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ cái bài tờ quýt thứ hai của nó nè. Ủa sao hai bài có một trùng hợp ta, follow chắc có khác gì đó trùng lập đâu cho mình tweet đâu. Rồi ủa coi bạn điền lại username Twitter của các bạn nha bạn, submit Twitter, submit là username Twitter mình cộng winvnnh9. Rồi bấm ai hiệu số net nè. Rồi sau đó các bạn nhấp vào đây nè, các bạn click lên ghép mà chia sẻ trong bè và người thân để kiếm thêm tôi cần nha bạn. Vậy video này đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nhé.